Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video các cái khóa học đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng sử dụng công cụ Facebook Marketing mà tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng với Mobifone trong series video khóa học này. Và nội dung của các khóa học này bao gồm 4 phần tương đương với 4 khóa học khác nhau. Và đây là video đầu tiên của khóa học đầu tiên. Và chúng ta nhìn trên slide, chúng ta có thể thấy đó là cái khóa học tổng quan về lý thuyết kinh doanh và marketing online, giúp các anh chị và các bạn có những cái kinh nghiệm, những kỹ năng, những kiến thức cơ bản về marketing online. Tên tôi là Phan Anh, thì như các anh chị đã được biết. Vâng, và hiện nay thì tôi đang là giảng viên đại học và có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học. Và tôi cũng rất là có nhiều những cái chương trình đào tạo phù hợp với các cái người bán hàng, bán các sản phẩm và dịch vụ của như Mobifone. Thế thì trong series video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn những cái nội dung liên quan đến các cái công cụ marketing online tốt nhất thị trường hiện nay là gồm những công cụ gì. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây tôi đã liệt kê ra một số công cụ. Thí dụ như là Facebook, thí dụ như là YouTube, thí dụ như là Google, thí dụ như là Zalo. Ở đây thì chưa liệt kê đến kênh TikTok, thì tôi cũng sẽ nói cho các bạn kênh TikTok nữa. Kênh cũng đang rất là hot, đứng theo xếp hạng thì tại Việt Nam thì chắc có lẽ chỉ sau Facebook, YouTube, Google, Zalo thì sẽ đến TikTok, Instagram vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái kênh quảng cáo hiển thị nội địa, hoặc là các cái trang báo chí PR truyền thông, cũng như là các cái trang mạng nội địa, mạng xã hội nội địa, nhưng mà nói chung bây giờ cũng rất là ít người dùng. Các cái giải pháp về mobile marketing và các cái nền tảng nhắn tin OTT, thí dụ như là Zalo, thí dụ như là WhatsApp, thí dụ như là Viber, Telegram, đúng không ạ? Rất nhiều những cái nền tảng như vậy thì chúng ta cũng có thể tạo được nguồn khách hàng thông qua cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra các cái nhóm. Ở ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái công cụ như là truyền hình và một số những cái công cụ hỗ trợ cho quảng cáo, đo lường đánh giá hiệu quả của quảng cáo và của các cái chiến dịch truyền thông nói chung. Đấy. Thì trong khuôn khổ của cái video này, bài học này, thì tôi sẽ giới thiệu sơ bộ cho các bạn các cái công cụ, đó là những công cụ gì và cách sử dụng ra sao, đi vào chi tiết hơn. Đầu tiên là một công cụ rất là quan trọng đối với tất cả những người bán hàng nói chung và đối với những người bán hàng của Mobifone nói riêng, đó chính là công cụ về Facebook. Thì hiện nay trên thế giới thì Facebook đã có khoảng 3,5 tỷ người dùng. Và tại Việt Nam thì cũng có khoảng 90 triệu tài khoản đang hoạt động. Trong đó thì khoảng 60 cho đến 70 triệu là cái tài khoản thật và đang hoạt động rất là mạnh. Thế còn 90 triệu đấy là gồm có những người có nhiều tài khoản. Đó. Và đối với Facebook thì chúng ta cần khai thác những cái tính năng gì, những cái chức năng gì để phù hợp với hoạt động bán hàng của chúng ta, phù hợp với hoạt động tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái vòng tròn tôi làm slide ở đây, các bạn có thể nhìn thấy. Thứ nhất đó là profile khách hàng. Thứ nhất là profile. Thì chúng ta cần phải tạo ra một cái profile giống như là chúng ta vẫn đang có ở đây. Chẳng hạn như là tôi và các bạn đều có Facebook profile, đúng không ạ? Và đó. Thế thì khi mà chúng ta lướt Facebook như thế này, chúng ta lướt Facebook như này, thì chúng ta nhìn thấy tường của người khác và người khác cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Ok. Và nhiệm vụ của các bạn là gì? Nhiệm vụ của các bạn là cần phải xây dựng một cái tài khoản profile, hay còn gọi là trang cá nhân của các bạn, là rất là uy tín, rất là nhiều lượng theo dõi và thường xuyên đăng bài, thường xuyên tương tác với những cái khách hàng cá nhân, những cái khách hàng tiềm năng, những cái khách hàng trung thành của chúng ta. Chúng ta đi kết bạn với họ và chúng ta làm cho chúng ta tài khoản của chúng ta trở nên hot hơn thì chúng ta sẽ thu được nhiều cái lượng theo dõi, đúng không? Chúng ta có độ 10.000, 20.000, thậm chí là 100.000 lượt theo dõi thì chúng ta bán hàng, chúng ta kiếm tiền rất là dễ. Không chỉ bán sim số, không chỉ bán các dịch vụ giá trị gia tăng của Mobifone, chúng ta có thể bán được rất nhiều thứ khác nữa trong tương lai. Ok, vậy thì để xây dựng một cái profile nó uy tín, chuyên nghiệp như thế nào? Thì trong cái khóa học số 2 là khóa học về Facebook Marketing, thì toàn bộ những công cụ này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Tôi có cả một cái khóa học dài 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn sâu hơn. Thế còn cái khóa học này chúng ta có nhiều bài khác
khác nhau nên tôi sẽ điểm qua các anh chị nhá. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng fanpage, đúng không? Thế thì chúng ta tạo ra fanpage, fanpage thì hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể tạo ra fanpage theo hai hướng, đó là fanpage thương hiệu và fanpage cộng đồng. Thế fanpage thương hiệu là chúng ta có thể tạo ra là Phan Anh Mobifone hay là Mobifone tỉnh X, Mobifone huyện Y, vân vân, kiểu như thế. Đấy, hoặc là dịch vụ gì đó của Mobifone thì chúng ta có thể một người có thể sở hữu nhiều fanpage. Và những cái page như vậy chúng ta gọi nó là page thương hiệu. Thế còn page cộng đồng, thí dụ như là chúng ta sẽ thấy là cái hội yêu cái này, hội yêu cái kia, hội yêu hoa, hội yêu nhà, đúng không? Hội kiếm tiền, hội làm đẹp, rồi thì rất nhiều những cái trang mà liên quan đến các cái nền tảng mà thông tin truyền thông xã hội. Đấy, nhất là của các bạn trẻ, ví dụ như là Beat kiểu kiểu như, hay là Tâm sự, hay là Men, hay là Him gì gì đó, rất nhiều. Thì chúng ta cũng có thể xây những cái trang như vậy, và sau đó chúng ta điều hướng khách hàng. Chúng ta đưa khách hàng về group, chúng ta đưa khách hàng về Facebook cá nhân, chúng ta đưa khách hàng về page chính, đúng không ạ? Chúng ta có thể có chiến lược tạo page chính và các cái page vệ tinh. Và tất nhiên khi tạo page thì chúng ta phải chăm, phải phát triển, phải đi chia sẻ like vân vân, để mà cái lượng like của chúng ta có thể lên tới vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí là vài trăm nghìn. Các bạn hãy tưởng tượng là nếu như các bạn có profile hàng trăm nghìn hoặc là fanpage hàng chục nghìn. Điều đấy là không không dễ dàng một chút nào. Thế nhưng mà nếu mà các bạn làm được thì các bạn sẽ bán hàng rất là dễ, đúng không? Vô cùng dễ. Đó. Thì nhiệm vụ của tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn điều đó. Đấy. Tiếp theo là cái nền tảng số 3 trong Facebook, đó là chúng ta sẽ chạy quảng cáo. Thế thì chúng ta sẽ phải tạo tài khoản quảng cáo. Chúng ta sẽ học chạy tin nhắn, học chạy truy cập web, học chạy video, học chạy hiển thị, học tối ưu, đúng không? Và rõ ràng chúng ta biết rằng là quảng cáo cũng là một công cụ giúp cho những người bán hàng có thể tìm kiếm khách hàng rất là dễ dàng, rất là chủ động và có thể tiếp cận khách hàng trên toàn quốc, thậm chí là tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới. Ví dụ như là chúng ta có thể cung cấp dịch vụ cho những người Việt đang sống ở Hàn Quốc, đang sống ở Nhật Bản, đang sống ở Đài Loan. Đấy, cái số lượng người Việt sống ở những quốc gia đó khá là lớn. Thì chúng ta có thể chạy quảng cáo. Tất nhiên, nhược điểm của chạy quảng cáo này là chúng ta tốn phí và cạnh tranh trong quảng cáo bây giờ cũng rất là cao, đắt đỏ hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng chúng ta vẫn phải làm, và đó cũng là một kênh để mà chúng ta cân nhắc, đúng không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta là một cái người bán hàng mà có doanh số lớn, có lợi nhuận lớn, thì chúng ta có thể chi một cái phần ngân sách nào đó để chạy quảng cáo. Bởi vì cái lượng người dùng và thời gian sử dụng Facebook của người Việt rất là cao, với khoảng 90 triệu tài khoản đang sử dụng, và thời gian sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nó rơi vào khoảng 2 tiếng 40 phút mỗi một ngày cho mỗi người bình quân. Có cái số lượng người sử dụng thì có thể cao hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta không chạy quảng cáo thì chúng ta cũng mất đi một cái cơ hội. Đó. Chứ không phải là cứ ai cũng nói là Facebook nhưng mà mọi người lại không bán được hàng, mọi người lại không có tiền. Bởi vì mọi người không có một cái profile đủ chất, mọi người không có một cái fanpage đủ chất, mọi người lại không chi chạy quảng cáo, đúng không? Rồi, tiếp theo đấy là cái tính năng số 4 là Messenger. Thế thì Messenger thì chúng ta phải kết hợp với chatbot, chúng ta phải kết hợp với các kịch bản chat, chúng ta phải đào tạo, phải hướng dẫn nhân viên, hoặc là chính chúng ta phải có những cái tư vấn chăm sóc khách hàng tốt thì chúng ta mới chốt được đơn và chúng ta mới chăm sóc lại được khách hàng. Đó, chúng ta sử dụng những con chatbot để có thể gửi tin nhắn hàng loạt cho những cái khách hàng của chúng ta để chúng ta giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ mới của Mobifone chẳng hạn như vậy. Và trên thị trường nó có những cái phần mềm quản lý tin nhắn của fanpage, ví dụ như là Bancake, hay là ví dụ như là Haravan, hay là Pedu, vân vân, rất là nhiều những cái nền tảng kiểu như vậy để hỗ trợ cho cái việc là quản lý tin nhắn Messenger, chốt đơn trên Messenger. Hoặc là chúng ta có thể tích hợp Messenger vào website và blog của chúng ta. Ok. Tiếp theo đó là một số những cái công cụ, hỗ trợ cho hoạt động của Facebook, ví dụ như công cụ quét web đi, công cụ làm video, rồi công cụ liên quan đến tin nhắn, đúng không ạ? Hay là thậm chí là công cụ quét số điện thoại của khách hàng. Các bạn có thể lấy một cái nick Facebook, các bạn quét bóc được số điện thoại, bóc được hết dữ liệu đó, thì chúng ta có thể sử dụng một số những công cụ như vậy để hỗ trợ cho chúng ta trong hoạt động để chúng ta làm Facebook marketing. Đấy. Tiếp theo đấy là cái tính năng mới
gần như là rất là mới, đó là Facebook Reels. Reels là một cái dạng video ngắn có âm nhạc. Thì Facebook họ tung ra cái tính năng này để làm gì? Để cạnh tranh trực tiếp với TikTok, hay ở Việt Nam hay gọi là top top đấy, TikTok. Thế thì cái tính năng này là cái tính năng hiện nay Facebook đang cực kỳ ưu tiên. Và các anh chị hoàn toàn có thể là phát triển những cái video ngắn dạng 30 giây để làm Facebook Reels và có cái lượt video lượt xem rất là lớn, đúng không? Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể quay các cái video, làm các cái video, đóng các cái kịch bản video, series video để chúng ta đưa lên Facebook Watch. Watch thì cái lượng, thời lượng nó sẽ dài hơn Reels. Watch thì các anh chị phải tự làm hết, còn Reels thì nó cho mình nhúng rồi phần mềm rồi hiệu ứng rồi thì âm nhạc. Đó. Ngoài ra sau đó thì chúng ta có thể đưa trên nhiều nền tảng khác mà tôi sẽ hướng dẫn sau đó. Tiếp theo đấy là cái tính năng về livestream. Vâng, thì các anh chị có thể livestream sự kiện, livestream chia sẻ kiến thức, livestream chăm sóc khách hàng, livestream bán hàng. Và tôi tin rằng là rất nhiều anh chị đang ngồi đây thì cũng biết rằng là đang có những người người ta livestream bán hàng rất là tốt. Bởi vì livestream là một cái phương thức bán hàng mà chúng ta không mất chi phí mặt bằng, chúng ta cũng không mất chi phí quảng cáo. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn livestream tốt không dễ dàng. Thứ nhất là bây giờ Facebook rất là ít, rất là khó khăn khi mà chúng ta livestream trên nền tảng Facebook cá nhân. Đấy, nó khuyến khích chúng ta livestream trên fanpage. Nếu mà mọi người ít livestream mà Facebook của mọi người không lâu, không uy tín, không thường xuyên livestream thì khi mọi người livestream nhiều là cái tính năng livestream nó sẽ bị khóa. Đó. Tiếp theo đấy là chúng ta livestream thì cũng không có người xem, hoàn toàn không có người xem. Đó. Và thứ ba nữa là chúng ta cũng không có gì để bán, đúng không ạ? SIM số rồi các dịch vụ chúng ta bán những cái sản phẩm quanh đi quanh lại thì cũng không thu hút được khách hàng nhiều. Sau khi một vài buổi live nó sẽ bị hết mắt xem. Đó. Thì kỹ năng livestream cũng là kỹ năng chúng ta phải học hỏi. Và hiện nay có rất nhiều học viên bán các cái sản phẩm vật lý. Thí dụ như là quần áo, giày riêu, quần áo, nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, rất nhiều những cái sản phẩm như vậy. Có thể có hàng nghìn đơn các bạn nhé. Có thể có hàng nghìn đơn. Đó, thế thì tính năng livestream là một tính năng rất là tốt và các bạn nên học, học nghiêm túc để các bạn có thể bán hàng. Đấy. Thì trong cái thời lượng không cho phép thì tôi sẽ tạm thời giới thiệu sơ bộ như vậy, những ưu điểm của nó. Đấy. Nhược điểm của nó là chúng ta sẽ cần phải có lượng người xem, lượng người theo dõi, chúng ta phải có sản phẩm, chúng ta phải có chương trình khuyến mại, chúng ta phải xây dựng chương trình livestream thường xuyên liên tục, cố định, đúng không ạ, và hấp dẫn thì chúng ta mới thu hút được. Ok. Tiếp theo đấy là cái Facebook Groups hay còn gọi là hội nhóm đấy. Thế thì khi mà chúng ta livestream rồi thì chúng ta sẽ có thể chạy quảng cáo rồi thì chúng ta có thể đưa những khách hàng đó vào trong group của chúng ta. Đấy, hoặc là chúng ta tạo ra những group ví dụ như là Mobifone tỉnh X hay là khách hàng thân thiết của Mobifone huyện Y đó, hay là khách hàng thân thiết của Mobifone đại lý Phan Anh, chúng ta có thể mời họ vào group. Trong group này thì chúng ta cũng có thể phát triển cái lượng thành viên đủ lớn. Và bán hàng trên group là một trong những cái giải pháp bán hàng rất là tốt, cũng giống như livestream là nó không mất tiền, bởi vì là khách hàng nó hoàn toàn sinh hoạt trong đó. Đấy. Ví dụ như là tôi có một cái cậu em, đúng không ạ, cậu là sinh viên thôi nhưng mà cậu có một cái group bán sản phẩm trang sức và doanh thu của cậu rất là tốt. Mỗi ngày cậu bán được 3-4 đơn hàng nhưng mà mỗi đơn hàng lãi vài triệu. Hoàn toàn chỉ bán trên một cái group là những người người ta thích cái sản phẩm trang sức đó. Tương tự như vậy thì việc đầu tiên là các bạn tạo ra một group. Thứ hai là các bạn sẽ phát triển group của mình lên. Bạn làm Mobifone nhưng mà hoàn toàn bạn có thể là admin của cái hội nghiện nhà, hội nghiện xe, hội nghiện quần áo, hội nghiện chồng, hội nghiện con gì đó đều được. Miễn là chúng ta tạo ra một cái cộng đồng. Không nhất thiết phải là cộng đồng về thương hiệu. Chúng ta có thể cộng đồng về sở thích, hoặc là cộng đồng về những cái mối quan tâm mà chúng ta không thực sự là cần thiết là phải trực tiếp đến sản phẩm và dịch vụ, đúng không? Để từ đó chúng ta gây dựng thương hiệu thì họ sẽ sang cái Facebook cá nhân của chúng ta, họ sẽ kết Zalo cá nhân của chúng ta và qua đó họ mua hàng của chúng ta cũng không sao mà. Đấy. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có một group vài chục ngàn thành viên chất lượng, tôi nói là phải chất lượng, và thứ hai là phải có tương tác nhé. Còn suốt ngày quảng cáo là không ăn thua đâu.
Đấy. Bây giờ rất nhiều group nó không có tương tác. Đấy. Thế thì chúng ta cũng vào group để chúng ta bán hàng như thế nào? À, nhất là đối với những group của người khác thì sao, đúng không? À, group của người khác thì chúng ta vào là chúng ta phải có quy trình. Bước 1 là chúng ta vào, bước 2 là chúng ta xây dựng uy tín thương hiệu. Đấy, bước 3 là chúng ta tăng cường tương tác, đặc biệt là tương tác với những người ở trong đó. Đấy, sau đó một thời gian chúng ta đủ uy tín thương hiệu rồi thì chúng ta mới bán hàng trên đó. Và chúng ta thuê các group hoặc là chúng ta kéo member của group về profile của chúng ta. Đấy, đấy là những chiến lược rất là quan trọng. Và cuối cùng đó là tính năng Marketplace. Marketplace thì các bạn mở Facebook ra nhé. Các bạn mở Facebook ra thì ở trong phần menu. Đấy. Trong phần menu nó có cái chữ Marketplace hay hay còn gọi là cái phần liên quan đến mình gọi là bài niêm yết đấy, trang giao vặt đấy. Đấy. Thế thì mọi người cũng có thể đăng lên đây giao vặt và cũng có đơn hàng nhất định, cũng có những đơn hàng nhất định. Đấy. Trước đây thì cái lượng đăng hàng trên Marketplace nó còn ít thì những người bán hàng ở trên này kiếm được đơn từ Marketplace rất nhiều. Đấy. Nhưng bây giờ thì cái lượng đăng giao vặt nó nhiều lên rồi thì gần như là cái số lượng đơn hàng nó bắt đầu ít đi. À, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đây cũng là một cái nền tảng tốt để chúng ta đăng. À, thế vậy thì các bạn nhìn thấy một cái vòng tròn của Facebook đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái tính năng, những cái chức năng, những cái công cụ mà Facebook cung cấp chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là phải khai thác hết. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm thật tốt. Chứ còn thì Facebook của chúng ta đăng lên chẳng ai xem. Fanpage của chúng ta thì không viết bài chẳng ai like đúng không ạ? Quảng cáo thì chúng ta không chạy, mà chạy thì nó lỗ, không có đủ ngân sách. Đấy, Messenger thì chúng ta toàn để nó rơi vào spam, chúng ta không check, rơi vào tin nhắn cả tháng chúng ta không trả lời. Đến khi trả lời thì họ đã đi học ở chỗ khác, họ đã mua sản phẩm đăng ký ở chỗ khác mất rồi. Đúng không? Đấy, Reels bây giờ thầy đang hướng dẫn là đang rất là tốt nhưng mà không biết làm. Em không biết làm Reels như thế nào thầy ơi, khó quá. À thế thì như vậy là chúng ta rất là thiệt thòi. Livestream thì bây giờ em không biết nói, em ngại lắm, em không muốn lên hình, mà em lên hình chẳng ai xem. Thế group thì bây giờ em vào nhiều group lắm rồi, em đăng bài nhưng chẳng ai mua. Ok, kiểu kiểu như vậy, các anh chị hiểu không ạ? Thì mỗi một cái công cụ, mỗi một cái tính năng này chúng ta phải học và chúng ta phải làm rất là tốt. Đấy. Ok nhá, rồi thì chúng ta tạm dừng cái video bài học này tại đây, thì chúng ta sẽ sang video bài học tiếp theo cho cái bài học nó đỡ kéo dài, được chưa ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn và xin chúc cho anh chị và các bạn có một cái thời lượng, một khoảng thời gian học tập mà có hữu ích và có giá trị, có thông tin. Và để học tập tốt thì các anh chị nên xem video kỹ và ghi lại những cái lời khuyên của chuyên gia. Và nếu như các anh chị có bất kỳ cái yêu cầu nào hay là những câu hỏi nào thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Mobifone hoặc là liên hệ trực tiếp với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video bài tiếp theo. Xin cảm ơn.